It's always hurry up and wait. Hi, xin chào mọi người, hiện tại mình đang ở Hanabio Yori nhé. Thì ở chỗ này là một công viên có thú và có rất nhiều loại hoa đẹp. Và có thêm một điều nữa là ở đây có một quán Starbucks rất chi là đẹp nha mọi người nhé. Bây giờ tụi mình sẽ đi vào bên trong. Đầu tiên là phải đi mua vé. Thì ở đây có hai loại mua vé nha. Một là mua vé online và mua vé tại chỗ. Thì mua vé ở tại chỗ thì là sẽ mắc hơn 200 yên. Còn mà mua vé online nó sẽ chỉ là 1 sen thôi. Còn mua vé tại chỗ là 1 sen 200 yên nha mọi người nhé. Nên mình khuyến khích là các bạn nên mua vé online nha. Bây giờ tụi mình sẽ đi vào bên trong nè. Đấy. Wow, nhìn kia đẹp chưa? Dù, cả đống dù luôn. Kì đen nè. Nè. Ồ, số lần nè. Nay trời cũng hạ tận 30 độ mà hả vẫn vô đây cảm thấy mát hẳn ra luôn. Ờ, sô siêu cả. Hay. Ồ, mẹ chấp phụ rưỡi giờ nãy. Ừ, cái cây này là tới tuổi thọ, tuổi của nó đến bây giờ là 20 triệu năm tuổi. Cái cây gì? Sugoi nè. Nè. Bây giờ mình sẽ đi vào khu chung gió nha mọi người. Nè. Kero shishi yo nè. Nè. Yappari midori oi tokoro wa shishi nè. Wow. すごいたくさんプリンある。thì theo như hả mình tìm hiểu thì hả ở Nhật vào mùa hè người ta thường hay hả treo những cái chuông gió này ở trước nhà, tại vì khi mùa nóng thì hả mọi người rất là hả tức đúng không? Thì hả người ta treo cái này lên thì hả lúc mà nghe cái tiếng chuông này ấy thì sẽ cảm thấy hả cảm thấy lòng nó hả nhẹ nhàng đi và có cảm giác là hả nó dịu đi. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu đi vào sâu bên trong nào. Mai no monster nó có Kyoto boy rồi nè. Kyoto boy. Ừ. Đâu nè. Nhiều cây quá. Ồ. Tắc sai đi nhà này thật cả. Ôi nhiều cá coi chưa nè mọi người. Mùa hè công nhận đi hả? Đi tới chỗ những chỗ này rất là mát nha. Mio vỗ tay một phát là hả cả đống cá bu lại liền luôn. Rồi. Ừ, cái này nó. Ai hay cả đi chơi cả sai. うん。 今日30度だけど全然そんな感じじゃないね。どうね。上行きましょう。登れない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 。
え、そう、本当に、うん、何ホセン、え、お茶あるでしょ、ハス茶。あ、そうそうそうそう、あ、すごいやん。はい、で、うちの日本語講座ね、うん、ホセンハス茶。あ、みちゃん、お寺あるぞ、うん、お参りする。うん、どうぞ。thì người Nhật người ta hay tới những cái chỗ mà hả có đền hay là chùa, người ta hay rất là hả cầu nguyện nha mọi người. Cứ thấy hả cái đền hoặc là chỉ một cái miếu nhỏ thôi, người ta cũng sẽ cầu nguyện. Đây Mio đang cầu nguyện. Thường thường là người ta sẽ hả bỏ 5 yên vào, xong bắt đầu hả lắc cái chuông để gọi thần linh, xong rồi bắt đầu cầu nguyện. Thì tại sao lắc cái chuông để cho hả thần linh tới để mình cầu nguyện cho nó, cho thần linh dễ hiểu, dễ có thể nghe được lời cầu nguyện của mình. 何お願いしたの？そうなの？はい、聞いてチューしてあげるよ。
Nhìn giống như cái này mình cứ tưởng là cái chùa giống như ở Việt Nam mình ghê trời. Nè. Nó cả nó nhiều đứa rồi nè. Ở Nhật người ta rất là kỹ cái việc là cầm điện thoại hoặc là camera vào trong bên trong đền hoặc là chùa để quay video. Người ta rất là kiên kỵ quay những tượng Phật. Nên hả, mình xin phép mình đứng ở ngoài đây để quay, xong rồi cho Mio vào coi là Mio ra bảo. Chị chia quá tả. Nó cần nó nè đưa nổ. Ờ, nà đưa hồ đồ. Rồi, xì 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 xô. Ê, mì chì, mai là nà đi xô đề hoà. Ờ. いや、行きたいな。今プールもやってるよ。プール行こうか。うん。行こうぜ。ああ、いいな、楽しそう。ね。うん。どうしたの?どうしたの?すっごい困るんだ。うん。また来るんだ。じゃあ。また来るんだ。気をつけてね。 Ồ, gió thổi mát quá mọi người ơi. Dạ quá mọi người ơi. Mọi người like và sub cho mình nhé. Mọi người like và sub mình nhé. Sexy nè. Mio trời nóng quá, Mio lên cơn. Bà cả. Hôm nay thời trang Mio nhìn đẹp chưa? Kêu phương cực kỳ đây nè. Ya, chính là màn trình diễn của siêu mẫu Mio-san. Atama đã vui rồi cả. Trời nóng quá bị điên à. Ồ, nomi tai no? Ờ, ý yo, nomo. Ờ, ý yo. Moke, moke. Nani? Hoa, hoan dia. Ồ, ồ, ồ. Atteru? Atteru, Himawari. Hoa, hoan dia. Himawari. Đây, thì có rất là nhiều chỗ để mình ngồi nghỉ mệt nè. Có ghế ngồi người ta hả chuẩn bị sẵn. Nhưng mà điều chú ý là hả ở đây có ong. Nên khi các bạn tới đây thì hả nhớ chú ý nhé. Thường thường tại vì hả những chỗ hả có hoa đồ này nọ thì ong nó sẽ thường bu tới. Ờ Michi, K-pop. Dạ K-pop hô gá tạm bê tai nè. Ô nà cà xì tờ. Ờ. Tại bây mà cái bắp bự tốt Momo. Cào ấy. Công chúa của những loài hoa. Mày bị điên à? Mày bị điên. Mio bị điên. Mio bị điên. Ừ. Bị điên. Ý mì hoa cà gì Mio wa baka. Ê, nani sore? Bọ ngựa. Con này tên là bọ ngựa. Ui. Kan chao yo. Kama. Kama kiri. Kowai yo. Ê, yame ro. Bây giờ tụi mình sẽ đi vào bên trong. Quán Starbucks này rất là đẹp nha mọi người. Bây giờ sẽ vào bên trong quay cho mọi người coi. Ôi, treo những chậu cây ở trên.
ごいね、花たくさんあるね。全部食べるの一人で？半分ぐらいあげるかも。いただきます。どうぞ。なんかめっちゃ入ってる。うん、口大きいだね。悪い子。Chuẩn bị tới hả, màn trình diễn ánh sáng. Ở đây bán rất là nhiều đủ thứ nha. Bonsai, từ bonsai đến hả cây xương đồng đồ này nọ có rất là nhiều. Đúng hả, mình thích luôn bonsai này. Kawaii nè. Michiko. Kamasoka. Rồi, chỗ này đúng hả sở thích của mình luôn. Mình rất thích mấy cái cây nhỏ nhỏ như mấy nè. Đưa về hả trang trí ở nhà sướng. Ngắm cả ngày cũng không sao nữa. Ôi, nhìn đẹp ơi là đẹp luôn nè. Michi à. Đố các bạn biết đây là cây gì? Đây chính là cây hoa ăn thịt người nè. Đấy, nhưng thật chất là nó chỉ là ăn hả ruồi muỗi thôi, chứ không phải ăn thịt người á, giống như trong phim đâu. Có rất là nhiều luôn. Đây là cái cây này cũng hả ăn ruồi muỗi nè. Michi kimatta? Oh, sore ii jan. Iyo, sore kao. メニュー。お。はい。これいいの？うん。うん。お、はい、うん、いいよ、買おう。Đây là cây chi xứ, sa mạc nhá. Bây giờ mình sẽ mua về để trưng ở nhà. Không biết cây một cây này là bao nhiêu. それはいくらですか？3600円。いや、高いよね。でもそれは可愛いから。これベトナムでいくらと思いますか？500円と思うけど、1000円まではいかないな。そう。でも大切な人だよ。うん。私の子供。うん。道、どうですか？今日は。うん、楽しかった。うん。全に触れる、良かったの。うん。じゃあもう終わりしようか。うん。皆さん今日はご視聴